Hello Lan Nguyễn ạ, tất cả khách em đã vào xem mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game khách yêu nha. Tất cả các khách yêu nào đã vào tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Để em kiểm tra xem tương tác của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Hello Khang Nguyễn ạ, em thấy comment của Khang Nguyễn rồi ạ. Còn khách yêu nào đã đang tham gia xem mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Hello, xin chào Võ Nhung ạ, xin chào Nguyễn My ạ, xin chào Thúy Nguyễn Thị Diễm ạ, xin chào Nguyễn Hương ạ, xin chào Duyên Đào ạ. Còn khách yêu nào đang xem mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em nha. Để chúng ta tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Sau đây em sẽ giới thiệu qua thể lệ luật chơi của bên em ạ, để cho khách yêu có thể nắm rõ được luật chơi của bên em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Em sẽ chọn một con bài bất kỳ trong bộ bài ạ. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện sau. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Và quà tặng mini game của bên em là không giới hạn khách yêu nha. Hello, xin chào Duyên Đào ạ. Xin chào Thúy Nguyễn Thị Diễm ạ. Xin chào Bùi Thị Mỹ Nương ạ. Xin chào Hà. Em thấy tất comment của tất cả các khách yêu ạ. Không để khách yêu phải chờ đợi lâu thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành chơi mini game luôn ạ. Em sẽ bốc một con bài bất kỳ khách yêu nha. Hello, xin chào lùn con nít ạ. Ok khách yêu ạ, em đã chọn được một con bài bất kỳ rồi ạ. Khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Đây đang là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái ạ. Bên em không giới hạn số lượng comment ạ. Nên là khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì chơi nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Hello, xin chào Nguyễn My, em thấy comment của Nguyễn My ạ. Xin chào Candy Even ạ, em thấy comment của Candy Even ạ. Tất cả khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Em sẽ giới thiệu qua lại thể lệ luật chơi của bên em cho một số bạn mới tham gia mini game của bên em có thể nắm rõ luật chơi để có thể trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ ạ. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Nếu như khách yêu chia sẻ ở chế độ chỉ mình tôi hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè, lúc đó nhân viên bên em không kiểm tra đủ chia sẻ của khách yêu không trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc khách yêu nha. Ok, em thấy comment của Duyên Đào là 7 cơ ạ, comment của Nguyễn My là 7 cơ ạ, comment của Bùi Thị Mỹ Nương là 6 rô ạ. Trần Ngọc Trân ơi, mách cơ là con gì vậy ạ, đoán lại giúp em đi ạ, mình đoán chính xác xuống giúp em ạ. Nga Phan ơi, nếu như muốn mua son sale thì sau chương trình mini game tham gia chương trình mua sale son giúp em ạ. Còn đây đang là thời gian chơi mini game khách yêu nha. Đây đang là thời gian bên em sẽ tặng son không đồng cho khách yêu ạ. Bạn nào trúng mini game của bên em thì sẽ được tặng son không đồng luôn ạ. Em thấy comment của Trần Ngọc Hân là áp cơ ạ. Hà là 2 rô ạ. Bùi Thị Mỹ Nương là 2 cơ ạ. Khách yêu ơi, đây con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Đây đang là thời gian khách yêu có thể đoán thoải mái. Bên em không giới hạn số lượng comment của khách yêu. Nên là khách yêu comment giúp em, comment nhiệt tình giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Tất cả bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Quà của mini game của bên em là do khách yêu tự chọn luôn ạ. Bên em không giới hạn số lượng comment của khách yêu nha. Nên là đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ.
Ok, em nhận được comment của lùn con nít là quy cơ, comment của Trần Ngọc Hân là già cơ, comment của Bùi Thị Mỹ Nương là 10 rô, comment của Nguyễn Ngọc My là 3 rô, comment của Nguyễn Ngọc My tiếp là 5 cơ. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Lưu ý giúp em, điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Lưu ý giúp em là số lượt chia sẻ like của khách yêu phải đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác ạ, để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Quà mini game của bên em là do khách yêu tự chọn luôn ạ. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó, khách yêu thích màu son gì bên em tặng màu son đó luôn ạ. Và số lượng khách yêu trúng quà mini game của bên em là không giới hạn khách yêu nha. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Chơi nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Tất cả khách yêu đã muốn có gợi ý chưa ạ? Tất cả các khách yêu đã muốn có gợi ý chưa ạ? Sau đây em sẽ gợi ý luôn cho khách yêu không để khách yêu phải chờ đợi lâu khách yêu nha. Tất cả khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Tất cả các khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Con bài trên tay em đang cầm là con cơ, con rô, con bích hay con chuồn đây ạ? Hello Yến Nguyễn, em thấy Yến Nguyễn ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con cơ, con rô, con bích hay con chuồn đây ạ? Tất cả các yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Em đã có gợi ý đầu tiên luôn cho khách yêu rồi đây ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con cơ hoặc con rô thôi khách yêu nha. Con bích, con chuồn là không có đúng rồi ạ. Nguyễn My ơi, con chuồn là không có đúng rồi ạ. Bạn nào đoán con bích, con chuồn thì nhanh tay comment đoán lại giúp em ạ. Bây giờ tất cả khách yêu chỉ tập trung đoán giúp em là con cơ và con rô thôi khách yêu nha. Tất cả các bạn nào đã đoán con bích và con chuồn thì đoán lại nhanh giúp em đi ạ. Con bích, con chuồn là không có đúng rồi ạ. Trong quá trình chơi mini game, em sẽ có gợi ý liên tiếp cho khách yêu đó ạ. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì có cơ hội trúng quà mini game rất là cao khách yêu nha. Nên là tham gia rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Mini game của bên em chỉ tiến hành duy nhất một trận lần trong ngày thôi ạ. Và thời gian chơi mini game cũng rất là ngắn đó ạ. Khi em đã có gợi ý rồi thì thời gian đoán con bài của khách em rất là ít được. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ ạ. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Ok ạ, em thấy comment của Trần Ngọc Trân là chín chuồn. Trần Ngọc Trân ơi, chín chuồn là không có đúng rồi ạ. Em đã có gợi ý cho khách yêu rồi ạ. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con cơ hoặc con rô thôi khách yêu nha. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con cơ hoặc con rô thôi ạ. Tất cả khách yêu nào đã đoán con bích và con chuồn là sai rồi ạ. Những bạn nào đoán sai con bài rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Tập trung đoán con cơ và con rô giúp em ạ. Trần Ngọc Trân ơi, con ba chuồn là không có đúng rồi ạ. Bạn nào đã đoán sai thì nhanh tay đoán lại giúp em ạ. Ok, em thấy comment của Nguyễn Ngọc My là 4 rô, Thanh Thanh là 9 rô, Hà là 10 rô ạ. Tất cả các khách yêu tập trung đoán con cơ, con rô giúp em ạ. Bạn nào đã đoán con bích và con chuồn thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Con bài trên tay đang cầm là con bài gì đấy khách yêu ơi? Liệu nó là con cơ hay con rô đây ạ? Tất cả các khách yêu tập trung đoán giúp em ạ. Sau khi em đã có gợi ý rồi thì thời gian đoán con bài của khách yêu còn rất là ít quá ạ. Nên là tất cả khách yêu tập trung chơi nhanh giúp em ạ. Chơi nhanh thắng nhanh khách yêu nha. Sau đây em sẽ có gợi ý thứ hai luôn cho khách yêu luôn đây ạ. Con bài trên tay đang cầm là con bài gì đấy khách yêu ơi? Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con rô thôi khách yêu nha. Tất cả các khách yêu nào đã đoán con cơ rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Bạn nào đoán con cơ rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Con cơ là không có đúng rồi khách yêu nha. Trần Ngọc Trinh ơi, chính cơ là sai rồi ạ. Nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con rô thôi khách yêu nha. Nhưng là con mấy rô thì em cũng chưa có biết đâu ạ. Khách yêu đón comment nhiệt tình giúp em đi ạ. Tất cả khách yêu ơi, bạn nào đã đoán con cơ rồi thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Nguyễn My ơi, đoán con bài đoán quả chất con bài giúp em luôn ạ. Tất cả các khách yêu đoán con bài đoán quả chất con bài giúp em luôn nha. Nếu như khách yêu đoán nguyên con bài mà không đoán chất con bài thì nhân viên bên em sẽ loại kết quả đó ra. Ok, em thấy comment của Nguyễn My là heo cơ. Nguyễn My ơi, heo cơ là không có đúng rồi ạ. Em đã có gợi ý rồi ạ. Con cơ là không có đúng khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con rô thôi ạ.
Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con rô thôi các yêu nha. Bạn nào đó đoán con cơ rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Trong quá trình chơi mini game bên em sẽ có gợi ý liên tiếp cho khách yêu đó ạ. Nên là cơ hội trúng quà mini game của bên em thì rất là cao khách yêu nha. Sau đây em sẽ nhắc lại thể lệ trúng quà mini game của bên em cho một số bạn mới vào tham gia mini game của bên em có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Điều kiện trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Để trúng quà mini game của bên em, khách yêu làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Khách yêu comment giúp, đây đang là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Điều kiện thứ hai để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Lưu ý giúp em là bài chia sẻ, số lượng bài chia sẻ của khách yêu phải đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác ạ. Trong ngày hôm nay ạ, để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Mình chia sẻ ít là cơ hội trúng quà mini game của bên em rất là thấp thôi ạ. Nên là đã chia sẻ rồi thì chia sẻ nhiệt tình giúp em ạ. Sau khi kết thúc mini game rồi thì bên em không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu ạ. Khách yêu có thể xóa bài chia sẻ sau khi kết thúc mini game khách yêu nha. Nên là chia sẻ rồi thì chia sẻ nhiệt tình giúp em ạ. Khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân, chia sẻ trên đội nhóm ạ, chia sẻ ở đâu cũng được ạ. Miễn là chia sẻ chế độ công khai giúp em khách yêu nha. Số lượng trúng quà mini game của bên em thì là không giới hạn số lượng ạ. Bên em không giới hạn số lượng khách yêu trúng quà đâu ạ. Nên là tất cả khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Comment nhiệt tình giúp em khách yêu nha. Và chia sẻ nhiệt tình giúp em luôn ạ. Ok, em thấy comment của Tường Vi là 7 rô, Bùi Thị Minh Nông là 7 rô, Yến Nguyễn là 5 rô ạ. Liệu con bài trên tay đang cầm có phải là con 6 rô như bạn Yến Nguyễn đang comment, bạn Thanh Thanh đang comment 6 rô không ạ? Khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Em sẽ có gợi ý luôn cho khách yêu đây ạ. Trong quá trình chơi em sẽ có gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn ạ. Nên là điều kiện, nên là cơ hội để trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con 4, từ con 4 đến con 10 cơ thôi khách yêu nha. Con 1, con 2, con 3 là không có đúng rồi ạ. Bạn nào đoán con 1, con 2, 3, con 3 rô là không có đúng rồi ạ. Tất cả các khách yêu tập trung đoán từ con 4 đến con 10 rô giúp em ạ. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Nếu như khách yêu nào mới đoán được con bài thôi mà chưa có chia sẻ like của bên em thì cũng chưa có trúng quà mini game của bên em đâu ạ. Nên là lưu ý giúp em làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện trên để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy khách yêu ơi? Liệu nó là con mấy rô đây ạ? Khách yêu, tất cả khách yêu tập trung đoán giúp em từ con 4 đến con 10 rô khách yêu nha. Đoán con bài rồi nhưng cũng đừng quên chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Mình đoán con bài thôi là mình đi được một nửa chặng đường thôi ạ. Còn một nửa con đường còn lại là còn phụ thuộc vào số lượt chia sẻ của khách yêu nha. Nếu như khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Ok, em thấy comment của Nguyễn Ngọc My là 9 rô, comment của Trần Ngọc Trân là 6 rô, comment của Tường Vi là 9 rô, comment của Trần Ngọc Trân là 7 rô tiếp ạ. Liệu con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây ạ? Em có gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn ạ. Em gợi ý tiếp cho khách yêu luôn ạ. Khách yêu bỏ giúp em con 10 rô ra khách yêu nha. Khách yêu bỏ giúp em con 10 rô ra. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 9 rô thôi ạ. Chỉ có thể là từ con 4 đến con 9 rô thôi khách yêu nha. Bạn nào đã comment con 10 rô thì nhanh tay comment lại giúp em ạ. Tập trung đoán giúp em từ con 4 đến con 9 rô ạ. Em thấy có rất là nhiều bạn mới vào tham gia mini game của bên em ạ. Lưu ý giúp em là điều kiện để trúng quà mini game của bên em là khách yêu làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Thứ hai là chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ ạ. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện trên để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Lưu ý giúp em là chia sẻ giúp em trên bất khách yêu có thể chia sẻ giúp em trên trang cá nhân, chia sẻ trên đội nhóm, chia sẻ ở đâu cũng được ạ. Miễn là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Nếu như khách yêu chia sẻ ở chế độ chỉ mình tôi hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè, nhân viên bên em không kiểm tra được chia sẻ của khách yêu, lúc đó khách yêu chưa trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc đó ạ. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Comment nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha.
Liệu con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây ạ? Yến Nguyễn ơi, đoán hết rồi chị ơi, nhưng mà đã chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ like chưa ạ? Lưu ý giúp em là nếu như mình đoán nguyên đoán con bài mà mình chưa có chia sẻ like thì cũng chưa có trúng quà mini game của bên em đâu ạ. Nên là tất cả khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhớ làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện trên ạ. Bạn nào chưa làm đúng và làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Tập trung đoán giúp em từ con 4 đến con 9 rô ạ. Con 10 rô là em loại ra cho khách yêu rồi ạ. Ok, em thấy con mình của Ngân Phạm là 5 rô, Nguyễn Minh Hậu là 4 rô, Trúc Kim Nguyễn là 5 rô, Lùn con nít là 8 rô, Đinh Thảo là 5 rô. Liệu con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây ạ? Nguyễn Nguyễn ơi, điều kiện trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là con mình liên tiếp giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện trên để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Sau đây em sẽ có gợi ý tiếp cho khách yêu luôn ạ. Có gợi ý tiếp cho khách yêu để khách yêu không phải đoán chờ đợi lâu khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 7 rô thôi ạ. Khách yêu bỏ giúp em con 8, con 9 rô luôn ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con từ con 4 đến con 7 rô thôi khách yêu nha. Bỏ giúp em con 8 và con 9 rô ra ạ. Bạn nào comment con 8, con 9 rô là không có đúng rồi ạ. Nếu như bạn nào đã comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Đây đang là thời gian có khách yêu có thể comment thoải mái, comment không giới hạn số lượng comment ạ. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay comment giúp em, nhanh tay chia sẻ giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn ạ. Khách yêu đừng tránh tình trạng là ra rô như này là để những cái bạn mà nếu như khách yêu có ra rô như này là cơ hội trúng quà mini game của bên em rất là thấp thôi ạ. Nên là tham gia rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn ạ, để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Tập trung bán giúp em từ con 4 đến con 7 rô đi ạ. Em loại ra tất cả các đáp án kia cho khách yêu rồi ạ. Con 1, con 2, con 3 là không có đúng rồi ạ. Từ con 8 trở lên là cũng không có đúng rồi ạ. Em đang gợi ý rất là sát cho khách yêu rồi ạ. Nên là điều cơ hội trúng quà mini game của bên em thì rất là thấp thôi ạ. Em xin lỗi, cơ hội trúng quà mini game của bên em là rất là cao thôi ạ. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Ok, em thấy comment của Huỳnh Quang Thanh Vi là 6 rô, Hà Hoàng là 5 rô, Huyền Đô là 6 rô. Tất cả các khách yêu đã tham gia mini game của bên em đã comment đoán giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả đã đoán được con bài trên tay em đang cầm chưa ạ? Tất cả đã chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ chưa ạ? Lưu ý giúp em là làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Điều quà của mini game của bên em là do khách yêu chọn luôn ạ. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó, khách yêu thích màu son gì bên em tặng màu son đó luôn ạ. Bên em không có giới hạn số lượng khách yêu trúng quà đâu ạ. Nên là tất cả các khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì đều có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Em sẽ có gợi ý tiếp cho khách yêu luôn ạ. Ok Nguyễn Nguyễn ạ, chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Em sẽ có gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn đây ạ. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con 4 hoặc con 5 rô thôi khách yêu nha. Con 6 rô hoặc con 7 rô là cũng không có đúng rồi ạ. Bạn nào đã đoán 6 rô hoặc 7 rô thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like giúp em đi ạ, để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây ạ? Con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây khách yêu ơi? Đinh Thảo ơi, con 7 rô là không có đúng rồi ạ. Em đã có gợi ý rất là sát cho khách yêu rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 rô hoặc con 5 rô thôi ạ. Tất cả khách yêu nào đã đoán 7 rô hoặc 8 rô thì hoặc là 6 rô thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Huyền Đô ơi, con 10 rô là không có đúng rồi ạ. Tập trung đoán là con 4 rô hoặc con 5 rô giúp em đi ạ. Ok, Nguyễn Thị Thùy Linh là chia sẻ rồi ạ. Em cảm ơn Nguyễn Thị Thùy Linh ạ. Lưu ý giúp em là chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Mình chia sẻ ít thì cơ hội trúng quà mini game của bên em rất là thấp thôi ạ. Nên là đã chơi tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Chia sẻ nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Ok, Hàng Hoàng đón 5 rô chia sẻ nhiều rồi ạ. Dạ, chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Em thấy Phạm Ngọc Trân ạ. Em thấy con mình của Lùng con nít là 5 rô, em thấy Loan Đinh là 5 rô, em thấy Yến Nguyễn là 5 rô ạ. Liệu con bài trên tay đang cầm có phải là con 5 rô như tất cả các khách yêu đang comment không ạ?
Bạn nào mới tham gia vào mini game của bên em thì nhanh tay đoán con bài giúp em ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. 5 phút cuối cùng để tất cả các khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em có thể đoán con bài, có thể chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ. Lưu ý giúp em. Khách yêu làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Quà mini game của bên em là không giới hạn số lượng khách yêu nha. Khách yêu thích cây son gì thì bên em tặng cây son đó. Khách yêu thích cây màu son gì bên em tặng màu son đó luôn ạ. Và số lượng khách yêu trúng quà mini game của bên em là không giới hạn số lượng ạ. Nên là tất cả khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì đều có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Nên là nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Hà Hoàng ơi, mình đã đoán được con bài trên tay em đang cầm chưa ạ? Đã chia sẻ like chưa ạ? Nếu như bây giờ em sổ bài ra mà chưa có đoán được trúng được con bài và chưa có chia sẻ like thì và số lượng chia sẻ của khách yêu chưa có đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác mà mình không có trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc khách yêu nhé. Chia sẻ mỏi tay rồi chị ơi. Ok, em cảm ơn Phạm Ngọc Trân ạ. 3 phút cuối cùng ạ. 3 phút cuối cùng để khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em nhanh tay chia sẻ giúp em ạ. 3 phút cuối cùng ạ. 3 phút cuối cùng để bạn nào mới tham gia mini game của bên em nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Chúc Kim Nguyễn ơi, 3 phút cuối cùng để khách yêu có thể comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em chưa làm đúng và làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em ạ. Ok Nguyễn Minh Hậu, em cảm ơn Nguyễn Minh Hậu ạ. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Mình chia sẻ ít thì cơ hội trúng quà mini game của bên em rất là thấp thôi ạ. Nên là đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em luôn ạ. Nhanh tay chia sẻ like, nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Trong Kim Nguyễn ơi, đây chưa chắc chắn là con 5 rô đâu ạ. Có thể là con 4 rô ạ. Em đã gợi ý rất là sát rồi ạ, con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con 4 rô hoặc con 5 rô thôi ạ. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chia sẻ giúp em, nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Em thấy có rất là nhiều bạn mới tham gia mini game của bên em đó ạ, nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Em thấy Gấu Trúc Bana ạ, Gấu Trúc Bana ơi nhanh tay chia sẻ like của bên em đi ạ. Bạn nào mới tham gia thì nhanh tay chia sẻ like của bên em đi khách yêu nha, để có cơ hội trúng quà mini game của bên em cả. 1 phút cuối cùng ạ, 1 phút cuối cùng để tất cả các khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. 1 phút cuối cùng ạ. Ok Lan Tuti, em chia sẻ nhiều lắm rồi chị ơi. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Quà mini game của bên em là do khách yêu tự chọn luôn khách yêu nha. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó. Khách yêu thích màu son gì bên em tặng màu son đó luôn ạ. Nên là đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn nha. Sau khi kết thúc mini game rồi bên em không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu ạ. Sau khi kết thúc mini game rồi bên em không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu ạ. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chia sẻ nhiệt tình giúp em. Nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Ok khách yêu, 30 giây cuối cùng ạ. 30 giây cuối cùng để bạn nào mới tham gia mini game của bên em nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em khách yêu nha. 30 giây cuối cùng ạ. Em thấy Thanh Hiền ạ. Em thấy comment của Hoàng Giang là 4 rô, Nguyễn Ngọc My là 6 rô, Công Tác là 5 rô, Đinh Thảo là 5 rô ạ. 30 giây cuối cùng khách yêu nha. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em chưa làm đúng và làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em ạ. Em thấy Lê Thị Ngọc Trinh ạ. Hello Chính Thư ạ. Hello Bảo Trang, em thấy Bảo Trang comment là 5 rô. Trinh Thư ơi, 8 rô là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 rô hoặc con 5 rô thôi ạ. Duyên Nguyễn Thị ơi, bây giờ em mà sổ bài ra mà mình chưa có comment đúng con bài, chưa có chia sẻ like của bên em nào trong top chia sẻ, lúc đó chưa trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc khách yêu nha. Ba Công Thảo ơi, con 7 rô là không có đúng rồi ạ. Nguyễn Ngọc My ơi, 7 rô là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay em cầm chỉ có thể là con 4 rô hoặc con 5 rô thôi ạ. Em đang gợi ý rất là sát rồi nhưng mà em thấy nhiều khách yêu vẫn đoán sai con bài trên tay em đang cầm lắm ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Ngọc Trân ơi, 6 rô là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 rô hoặc con 5 rô thôi khách yêu nha. Bạn nào đoán sai rồi thì nhanh tay đoán lại giúp em đi ạ. Nguyễn Bích ơi, em thấy Nguyễn Bích ạ. Ok khách yêu ạ, đã hết thời gian khách yêu có thể comment thoải mái rồi khách yêu nha.
Đây là thời gian chốt con bài ạ. Mỗi khách yêu chọn một con bài và chốt giúp em con bài ạ. Nếu như khách yêu nào chọn con 4 rô thì ghi chữ 4 rô chốt giúp em ạ. Khách yêu nào ghi chọn con 5 rô thì ghi chữ 5 rô chốt giúp em ạ. Lưu ý giúp em là làm đúng và làm đủ giúp em hai thì ở lệ. Giúp em là thứ nhất là con mừng giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ like khách yêu nha. Em thấy Trần Thị Kim Dung ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện trên thì mới có cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Em nhận được con chốt con bài của Nguyễn My là 5 rô chốt ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em để em có thể sổ bài khách yêu nha. Em thấy Trần Thị Kim Dung rồi ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Mỗi khách yêu chốt một con bài giúp em ạ. Nếu như khách yêu nào chốt hai con bài thì bên nhân viên bên em sẽ loại kết quả dạng đó ra đó ạ. Tất cả khách yêu chỉ được chọn chốt một con bài thôi ạ. Tất cả khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chốt con bài giúp em luôn nha. Ngọc Minh ơi, em thấy Ngọc Minh ạ. 3 phút để khách yêu có thể chốt con bài, 3 phút để khách yêu có thể chia sẻ like của bên em ạ. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em luôn đi ạ. 3 phút cuối cùng khách yêu nha. Hello Quỳnh Hương ạ, em thấy Quỳnh Hương ạ. 3 phút cuối cùng ạ để khách yêu có thể chốt con bài. Luyến Bùi ơi, em thấy Luyến Bùi ạ. Tất cả khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ like khách yêu nha. Lưu ý giúp em là làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là chốt giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 rô hoặc con 5 rô thôi khách yêu nha. Mỗi khách yêu chốt một con bài giúp em ạ. Và điều kiện thứ hai là chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ ạ. Nhân viên bên em vừa báo về là có rất là nhiều bạn đã chốt đúng con bài mà chưa chia sẻ like của bên em đó ạ. Em thấy Nguyễn Hà Trang ạ, mình chưa chia sẻ like thì mình cũng chưa có cơ hội nhận được quà mini game của bên em đâu khách yêu nha. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Mình chốt nguyên con bài thì mình đi được một nửa chặng đường thôi ạ. Còn một nửa chặng đường còn lại là còn phụ thuộc số lượng chia sẻ like của bên em khách yêu nha. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? 1 phút cuối cùng để tất cả khách yêu chốt con bài giúp em ạ. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. 1 phút cuối cùng khách yêu nha, 1 phút cuối cùng trước khi em sổ bài ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em ạ, nhanh tay chốt con bài giúp em để em sổ bài khách yêu nha. 1 phút cuối cùng ạ. Tất cả khách yêu đã tham gia mini game của bên em đã chốt được con bài chưa ạ? Đã chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ chưa ạ? 1 phút cuối cùng khách yêu nha. 30 giây cuối cùng ạ. 30 giây cuối cùng ạ. Hello Linh Thảo, em thấy Linh Thảo ạ. Tâm Y Thanh ơi, em nhận được kết quả chốt con bài của Tâm Y Thanh là 4 rô, Luyến Bùi là 4 rô, Quỳnh Hương là 5 rô ạ. 30 giây cuối cùng khách yêu nha, 30 giây cuối cùng ạ. Ok khách yêu ạ, đã hết thời gian khách yêu có thể chốt con bài rồi ạ. Bây giờ tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em ạ để em sổ bài khách yêu nha. Ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Em có chơi có nhận được ghi chữ ngưng comment của khách yêu ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em ạ để em sổ bài ạ. Đã hết thời gian khách yêu có thể chốt con bài rồi ạ. Khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Thanh Thanh ơi, ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài đi ạ. Đã hết thời gian khách yêu có thể comment rồi ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em đi ạ. Hoàng Giang ơi, ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài đi ạ. Luyến Bùi ơi, ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài đi ạ. Đã hết thời gian khách yêu có thể đoán thoải mái con bài, đã hết thời gian khách yêu có thể chốt con bài rồi ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment để em sổ bài khách yêu nha. Ok ạ, em sẽ sổ bài đây ạ. Con bài ngày hôm nay của chúng ta là con bài gì đây ạ? Tất cả các khách yêu đã nhìn thấy con bài ngày hôm nay chưa ạ? Tất cả khách yêu đã nhìn thấy con bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Con bài của chúng ta ngày hôm nay là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu nhìn thấy con bài của ngày hôm nay chưa ạ? Tất cả các khách yêu đã nhìn thấy con bài ngày hôm nay chưa ạ? Ok khách yêu, con bài của chúng ta ngày hôm nay là con 4 rô khách yêu nha.
Tất cả khách yêu nào đã đoán con 4 rô rồi thì đã đoán chúng chính xác rồi thì giữ lại bài chia sẻ giúp em ạ. Để nhân viên bên em kiểm tra lượt số lượt chia sẻ của khách yêu. Sau khi nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ thông báo trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Như đã hứa với khách yêu là từ đầu chương trình là hôm nay bên em sẽ có chương trình sale son rất là hot đó ạ. Combo 2 son, đây là son 3CE son lip. Sáng nay bên em mới về hàng ạ. Phiên bản giới hạn số lượng 2018, phiên bản mới, phiên bản 2018, phiên bản giới hạn số lượng khách yêu nha. Sáng nay mới về hàng được 30 combo thôi ạ. Nên là ngày hôm nay em sale hot cho khách yêu luôn ạ. Combo 2 son, combo 2 son, 3 son nữa ạ. Combo 3 son có giá là 99.000 khách yêu nha. Combo 3 son có giá 9.000 ạ. 1 son 3C kem, 1 son 3C son lip phiên bản giới hạn của phiên bản 2018 ạ. Phiên bản giới hạn số lượng khách yêu nha. Và một son dưỡng ạ, có giá là 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son khách yêu nha. Combo 3 son là có giá là 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Công ty về hàng được đúng 30 đơn hàng nên là em nhận đúng 30 đơn hàng để sale cho khách yêu luôn ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Combo 3 son, 1 son 3C kem và phiên 1 son 3C kem Velvet Lifting, 1 son 3C kem phiên bản mới, phiên bản 2018 son lip ạ. Có giá là 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Tất cả các khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 3 son khách yêu nha. Nguyễn Kim Hương ơi, combo 3 son, 1 son 3C kem, 1 son 3C kem son lip phiên bản giới hạn số lượng ạ. Và 1 son dưỡng ạ, có giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son khách yêu nha. Ok, em nhận được thông tin của Mai Hường ạ, bổ sung chú ý điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo 3 son giá 99.000 khách yêu nha. Son bên em cam kết là hàng chuẩn layout ạ. Son bên em cam kết là hàng chuẩn layout khách yêu nha. Bạn nào chưa tin tưởng vào sản phẩm của bên em thì lên trên trang của bên em xem phản hồi của khách hàng về sản phẩm ạ. Rất là nhiều khách hàng đã đặt hàng bên em và gửi phản hồi về cho bên em đó ạ. Dạ đây ạ, đây là màu son cam đào của son 3C Soft Lip khách yêu nha. Em test trực tiếp màu son trên live cho khách yêu thấy màu son của bên em luôn ạ. Đây là màu son cam đào ạ, son lên màu rất là mềm mịn luôn ạ. Combo 3 son, 1 son 3C kem Velvet Lifting, 1 son 3C kem Soft Lip và 1 son dưỡng có giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ok, em nhận được thông tin của Mai Hương ở chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Em nhận được thông tin của Nguyễn Thị Thùy Linh ạ, bổ chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Em nhận được thông tin của Hoàng Giang, chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo 3 son ạ, 1 son 3C kem Velvet Lifting, 1 son 3C Soft Lip và 1 son dưỡng có giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Son bên em cam kết là hàng chuẩn layout đấy. Em đã test trực tiếp màu son của son 3C Soft Lip ạ. Phiên bản giới hạn số lượng trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Đây ạ, combo 3 son rất là đẹp, rất là hot luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Hà Phạm ơi, son bên em có đủ 10 màu luôn ạ. Son 3C kem bên em đủ 10 màu luôn ạ. Nếu như bạn nào muốn xem bảng màu cụ thể thì inbox giúp em, báo nhân viên bên em gửi bảng màu cho mình ạ. Combo 3 son giá 99.000 khách yêu nha. Combo 3 son, 1 son 3C kem Velvet Lifting ạ. 1 son 3C Soft Lip phiên bản giới hạn số lượng ạ. Hiếu Trang ơi, có màu Silver Me ạ. Son bên em đủ 10 màu luôn ạ. Và màu của 2 son 3C kem là do khách yêu tự chọn luôn ạ.
Màu son là do khách yêu tự chọn luôn ạ, nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 3 son có giá là 99.000 thôi yêu nha, phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Bên em gửi chuyển phát nhanh bên Viettel và sẽ do bưu tá bên Viettel giao hàng tận nhà cho mình ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ok, em nhận được số điện thoại của Hà Phạm ạ, bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Tất cả khách yêu nào đã đặt hàng thì nhanh tay thì comment đầy đủ giúp em số điện thoại và địa chỉ luôn ạ. Một đơn đặt hàng đầy đủ là bao gồm số điện thoại và địa chỉ khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok Hà Phạm ạ, bây giờ gửi địa chỉ vào trong inbox giúp em luôn đi ạ, để nhân viên bên em check đơn hàng và gửi đơn hàng cho khách yêu ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha, đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Ok Nguyễn Thị Thùy Linh ạ, bổ sung địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 3 son ạ, 1 son 3 xe kem VVX Lipstick, 1 son 3 xe kem Soft Lip và 1 son dưỡng ạ. Có giá là 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Đây ạ, em đã test trực tiếp màu son cam đào của son 3 xe Soft Lip, son 3 xe phiên bản giới hạn số lượng trên live cho khách yêu luôn ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn luôn đây ạ. Ok Nguyễn Thị Thùy Linh ạ, em nhận được thông tin của Nguyễn Thị Thùy Linh rồi ạ. Em nhận được số điện thoại của Lan Mai ạ, bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Lưu ý giúp em là một đơn hàng đầy đủ nó bao gồm số điện thoại và địa chỉ luôn khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ đầy đủ ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Sau khi kết thúc 30 đơn hàng rồi thì em sẽ không có giá sale như này nữa khách yêu nha. Lê Thị Ngọc Trinh, em thấy Lê Thị Ngọc Trinh ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Tại vì bên em đã sale giá so xuống rất là thấp rồi ạ, nên là bên em không có hỗ trợ phí ship cho khách yêu nữa ạ. Combo 3 son có giá là 99.000 ạ, phí ship 30.000 ạ. Chỉ với 129.000 khách yêu sẽ nhận được combo 3 son siêu hot luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ok, em nhận được thông tin của Hiếu Trang ạ, chú điện thoại để nhân viên bên em check đơn hàng ạ. Hiếu Trang ơi, inbox giúp em báo nhân viên bên em gửi bảng màu cho mình nha. Đây ạ, em test trực tiếp màu son trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Đây là màu cam đào của son 3C Soft Lip phiên bản giới hạn ạ. Còn đây là màu son đỏ lạnh của son 3C VVX Lipstick khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo son sale này em chỉ sale duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. Ngày mai mình sẽ không có thấy combo sale son này nữa đâu khách yêu nha. Sau khi em kết thúc mini game rồi thì sẽ không có chương trình sale son như này nữa đâu ạ. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Khách yêu nào đó có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Combo 3 son ạ. Một son 3C VVX Lipstick, một son 3C Soft Lip và một son dưỡng ạ. Có giá 99.000 ạ. Chỉ với 129.000, khách yêu sẽ nhận được combo 3 son siêu hot luôn ạ. Lê Thị Ngọc Trinh ơi, ngày mai 3 rưỡi thì tham gia mini game giúp em ạ. Còn bây giờ đang là chương trình sale son ạ. Phạm Ngọc Trân ơi, bây giờ đã kết thúc mini game của bên em rồi nha. Nếu như muốn tham gia mini game của bên em thì ngày mai tham gia tiếp giúp em ạ. Mini game của bên em chỉ tiến hành duy nhất một lần trong ngày thôi ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son, 1 son 3C VVX Lipstick, 1 son 3C Soft Lip ạ. Và 1 son dưỡng có giá 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ.
yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha, đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Hết 30 đơn hàng thì bên em sẽ không sale song giá như vậy nữa đâu ạ. Ok khách yêu, em vừa nhận được kết quả từ công ty báo xuống ạ. Ngày hôm nay sẽ có hai bạn khách yêu trúng quà mini game của bên em ạ. Hai bạn ngày hôm nay là hai bạn tham gia rất là nhiệt tình mini game của bên em ạ. Thứ nhất là bạn Thương Huyền ạ, thứ hai là bạn Nguyễn Nguyên ạ. Hai bạn mà em vừa đọc tên ở trên inbox giúp em số điện thoại và địa chỉ để nhân viên bên em gửi quà cho mình khách yêu nha. Ngày hôm nay có hai bạn trúng quà mini game của bên em ạ. Thứ nhất là bạn Thương Huyền ạ, thứ hai là bạn Nguyễn Nguyễn ạ. Hai bạn có tên ở trên inbox giúp em số điện thoại và địa chỉ để nhân viên bên em gửi quà cho mình khách yêu nha. Combo 2 son là giá 99.000 ạ, khách yêu. Ok, gấu trúc Banda ạ. Dạ, đây là màu son san hô nè. À, em xin lỗi, đây là màu son cam đào của son 3C Soft Lip ạ. Còn đây là màu son đỏ lạnh của son 3C Velvet Lifting ạ. Bổ sung địa chỉ giúp em luôn ạ. Gấu trúc Banda ơi, bổ sung địa chỉ giúp em để nhân viên bên em gửi quà chốt đơn hàng cho mình nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Và hôm nay là ngày đặc biệt nên là em mới có chương trình sale son rất là hot như này ạ. Còn bình thường thì sẽ không có giá sale như này đâu khách yêu nha. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ok Kiều Trang ạ, em nhận được số điện thoại của Kiều Trang rồi ạ, bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha, chỉ với 99.000 khách yêu sẽ nhận được một son 3C kem Velvet Lifting, một son 3C Soft Lip và một son dưỡng ạ. Combo 3 son này em chỉ sale duy nhất ngày hôm nay thôi khách yêu nha, nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Vân Tây ơi, kết thúc mini game của bên em rồi ạ. Hà Phạm ơi, combo 3 son là giá 99.000 ạ, phí ship 30.000, tổng đơn hàng là 129.000 ạ. Luyến Bùi ơi, em đã công bố người trúng thưởng mini game của bên em rồi nha. Sau chương trình live này, bên nhân viên bên em sẽ công bố trực tiếp trên trang đó ạ. Nên là bạn nào chưa có theo dõi kịp thì lên trên trang theo dõi giúp bên em ạ. Cuối cùng mà em sẽ sell combo này trong vòng 5 phút nữa khách yêu nha. Nếu như bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. 5 phút cuối cùng ạ. Đây ạ, em test trực tiếp màu xanh, màu cam đào của son 3C Soft Lip phiên bản giới hạn và màu đỏ lạnh của son 3C Velvet Lifting này ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok, em nhận được thông tin của em nhận được địa chỉ của Kiều Trang rồi ạ. Chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo 3 son có giá 99.000 khách yêu nha. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Nếu như bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Ok Kiều Trang ạ. Ok Gấu Trúc Banda ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ ạ.
Combo 3 son, 1 son 3 c kem Velvet Lifting và 1 son 3 c Soft Lift và 1 son dưỡng có giá 99.000 khách yêu nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Hết 30 đơn hàng rồi thì bên em sẽ không có chương trình sale son như này nữa đâu khách yêu nha. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 3 son rất là xinh luôn ạ. Đúng rồi Nguyễn Phương Thảo ơi, combo 3 son, 1 son 3C kem Velvet Lifting, 1 son 3C Soft Lift và 1 son dưỡng có giá 99.000 ạ. Nếu như có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Hết 30 đơn hàng bên em sẽ không có giá sale như vậy nữa đâu khách yêu nha. Tại vì khách yêu ngày hôm nay tham gia mini kem của bên em rất là nhiệt tình đó ạ, nên là em sale hot cho khách yêu luôn ạ. Và nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Nguyễn Ti ơi, bây giờ inbox giúp em đi ạ, báo nhân viên bên em gửi bảng màu cho mình nha. Nguyễn Thị Thu Hằng ơi, son 3C kem bên em đủ 10 màu luôn ạ. Nếu như khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. 5 phút cuối cùng, em chỉ sell combo này trong vòng 5 phút nữa thôi khách yêu nha. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok Hà Phạm ạ, inbox giúp em đi ạ. Sẽ có nhân viên bên em chốt check inbox cho mình nhá. 5 phút cuối cùng ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok Hà Phạm ạ. Bạn nào mà muốn biết bảng màu cụ thể của bên em thì inbox giúp em, báo nhân viên bên em gửi bảng màu cho mình khách yêu nha. Combo 3 son, 1 son 3C kem Velvet Lifting, 1 son 3C Soft Lift và 1 son dưỡng có giá là 99.000 ạ. Nếu như bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. 3 phút nữa ạ. Và em sẽ sell combo này trong vòng 3 phút nữa thôi ạ. Nếu như sau 3 phút nữa mà không có khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng nữa thì em sẽ kết thúc mini game của bên em đó ạ. Combo 3 son, 1 son 3C kem Velvet Lifting, 1 son 3C Soft Lift, phiên bản giới hạn số lượng ạ. Ngày hôm nay bên em về được đúng 30 đơn hàng thôi ạ, nên là em sẽ hot cho khách yêu luôn ạ. Và một son dưỡng khách yêu nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 30 đơn hàng thôi khách yêu nha. Đúng 30 đơn hàng thôi ạ. Ok khách yêu ạ, nếu như không còn khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng nữa thì em xin kết thúc mini game của bên em tại đây ạ. Chúc khách yêu có một ngày thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.